Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của thẩm mỹ viện Dr. Vĩnh là nhìn chơi rẫy. Hôm nay bên mình vừa thực hiện xong phương pháp phun môi collagen nha. Đây là hình ảnh môi của chị trước và sau khi thực hiện xong nha các bạn. Các bạn có thể thấy là môi của chị trước khi thực hiện thì nào đã từng thực hiện phun xăm nha. Thời gian lâu thì cái nào của chị nó đã bị phai đi, cái nào nhìn nó cũ nha các bạn. Ngoài ra thì cái viền môi cũ của chị chưa hoàn chỉnh, hai bên viền môi bị lệch nha. Với tình trạng môi như trên thì chị đã đến bên mình thực hiện phương pháp phun môi collagen và chỉnh viền môi lại nha. Thì đây là môi của chị vừa mới thực hiện xong luôn nha các bạn. Không có sưng hay là đau gì nha. Nào lên rất là tươi, viền môi rất là đẹp luôn nha các bạn. Nhìn rất là xinh luôn nha. Giúp cho sau khi làm xong thì giúp khuôn mặt của chị nhìn sáng lên rất là nhiều, nổi bật lên cái khuôn môi rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là phương pháp phun môi collagen, các bạn ai có nhu cầu thì hãy để lên số điện thoại để được tư vấn nha, hoặc liên hệ đến số 0905388576 để được tư vấn trực tiếp nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.